dâm cái cành hoa giấy này nhé các bạn nhé. Cành hoa giấy này mình nhìn nó rất là đẹp, cho nên là đến hành dâm là xem nó ra cái hình dáng gì không. Đây các bạn nhé, đo cho các bạn xem này. hết gai rồi mà nó cây rất là rộng mát, không bị khô.